Xin chào cả nhà nha. Hôm nay chúng ta sẽ có một chiếc quạt để bàn cá nhân. Thì không biết làm sao mà vị khách để mang đi lên sửa, cùng xem chiếc quạt này có vấn đề gì nhé. Chiếc quạt này động cơ vẫn còn khá tốt nhưng mà quay thì rất là kêu. Và lâu ngày lồng nhất cũng đã han rồi. Giờ chúng ta cùng sửa chữa chiếc quạt này nhé. Các bạn xem này, cái cánh này nó chắc là do bị đổ nhiều nên là va vào cái này bị gãy rất là nhiều. Thì tiếng kêu của cái quạt này, một là do cánh, hai là do trục có vấn đề khô lin, khô dầu gì đấy. Mình sẽ tháo cái cánh này ra nhé. Các bạn xem quạt lâu không vệ sinh, rất là nhiều bụi bặm bám mà. Khi mình tháo hết cánh với lồng ra thì cảm giác là trục quay rất là êm, chứng tỏ là cánh này gây lên tiếng ồn ở quạt.